United thua Liverpool 0-4. Quỷ đỏ thua đậm kình địch Liverpool ở trận đá bù vòng 30 ngoại hạng Anh rạng sáng ngày 20 tháng 4 giờ Hà Nội. Huấn luyện viên Manchester United không đặt nhiều kỳ vọng ở chuyến hành quân đến sân Anfield, nhưng vẫn phải ngán ngẩm khi chứng kiến màn trình diễn bạc nhược của thầy trò huấn luyện viên Ralf Rangnick trước kình địch cùng vùng Merseyside. MU phòng ngự tệ hại và nhận hai bàn thua chỉ sau 22 phút. Quỷ đỏ có gần 70 phút để vớt vát chút danh dự. Tuy nhiên, Bruno Fernandes cùng các đồng đội thi đấu hời hợt và để thủng lưới thêm 2 lần ở phút thứ 68 và 85. Liverpool thi đấu ung dung để giành trọn 3 điểm, qua đó tạm chiếm ngôi đầu của Man City với 2 điểm nhiều hơn, 76 so với 74. Trong khi đó, Arsenal không cần thi đấu cũng có vị trí thứ 5 của United, quỷ đỏ tụt xuống vị trí thứ 6 do kém pháo thủ hiệu số bàn thắng bại, dương 4 so với dương 8. Inter đè bẹp Milan tiến vào chung kết Coppa Italia. Phong độ chói sáng của Lautaro Martinez đã giúp cho Inter Milan dễ dàng vượt qua AC Milan để giành tấm vé vào chung kết Coppa Italia. Đúng như dự đoán, Inter Milan và AC Milan cũng tung ra đội hình gần như mạnh nhất cho trận lượt về bán kết Coppa Italia. Bên phía Inter Milan, huấn luyện viên Inzaghi sử dụng cặp tiền đạo người Argentina Lautaro Martinez và Joaquin Correa. Phía đối diện, bộ ba Rafael Leao, Frankisi và Selemaker hỗ trợ cho mũi nhọn Oliver Giroud. AC Milan nhập cuộc rất tự tin vì họ sở hữu hàng thủ cực kỳ chắc chắn với 7 trận liên tiếp giữ sạch lưới. Tuy nhiên, trong ngày Lautaro Martinez thi đấu như lên đồng, Inter Milan dễ dàng giành chiến thắng 3-0, qua đó đoạt tấm vé vào chung kết Coppa Italia. Đối thủ cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Inzaghi sẽ là Juventus hoặc Fiorentina. Fulham trở lại Premier League. Fulham giành vé đầu tiên thăng hạng Premier League sau chiến thắng 3-0 trước Preston North End tại vòng 43 Championship 2021-2022 rạng sáng 20 tháng 4. Cầu thủ Fulham ăn mừng tấm vé thăng hạng sau chiến thắng trước Preston North End. Cú đúp của Alexander Mitrovic cùng pha lập công của Fabio Cavanho đã giúp đội chủ sân Craven Cottage thưởng trọn niềm vui. Ba cú sút trúng đích trong hiệp 1 đều thành bàn giúp Fulham chơi thoải mái. Họ tiếp tục áp đặt thế trận ở hiệp 2 và tung thêm 8 cú sút nhưng không thể ghi thêm bàn. Tuy vậy, kết quả này là đủ để họ giành vé thăng hạng khi đã hơn đội xếp thứ 3 Huddersfield Town 13 điểm trong khi đối thủ còn 3 trận. Sau tiếng còi kết thúc trận, cổ động viên tràn xuống sân chúc mừng thầy trò Marco Silva. Tuy vậy, Fulham sẽ phải đau đầu cho việc trụ hạng tại Premier League. Trong 5 mùa gần nhất, họ 3 lần thăng hạng và 2 lần xuống hạng. Dính chấn thương, Pogba đã đá trận cuối cùng cho MU. Pogba phải rời sân sớm ở trận thua Liverpool vì chấn thương và đây có thể là trận cuối cùng của tuyển thủ Pháp cho Man United. Làm khách Liverpool ở trận đá bù vòng 30 Premier League, Man United đã thảm bại với tỷ số 0-4. Ba cầu thủ ghi bàn cho The Red là Diaz, Mane và Salah lập cú đúp. Trận thua này khiến MU bị đẩy từ vị trí thứ 5 xuống thứ 6 trên bảng xếp hạng. Hiện thầy trò viên Ralf Rangnick có cùng 54 điểm như đội đứng thứ 5 Arsenal nhưng kém chỉ số phụ và đá nhiều hơn pháo thủ 2 trận. Không chỉ thảm bại và mất vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, MU còn chịu tổn thất về lực lượng ở trận derby nước Anh. Cụ thể, ở trận đấu tại Anfield, Pogba phải rời sân ngay phút thứ 10, thời điểm tỷ số 1-0 nghiêng về Liverpool. Pogba được cho là dính chấn thương bắp chân nên buộc phải rời sân nhường chỗ cho Lingard. Ngay hôm nay, tuyển thủ Pháp sẽ được kiểm tra thêm để xác định rõ mức độ nghiêm trọng. Bình luận về tình trạng của Pogba, bình luận viên Gary Neville cho rằng tuyển thủ Pháp có thể đá trận cuối cùng cho Man United. Ông nói, đó có thể là những phút cuối cùng Pogba thi đấu cho Man United nếu chấn thương nghiêm trọng và cậu ấy phải nghỉ vài tuần. Như đã biết, hợp đồng của Pogba với Man United hết hạn vào tháng 6 2022. Đến thời điểm này, hai bên vẫn chưa được đạt thỏa thuận gia hạn giao kèo mới. Thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cựu tiền vệ Juventus sẽ ra đi theo dạng miễn phí vào mùa hè 2022. Cổ viên MU tan nát cõi lòng vì Sir Alex Ferguson. Người hâm mộ Man United rất đau lòng vì thấy cảnh tượng Sir Alex Ferguson buồn rười rượi trên khán đài Anfield khi ông chứng kiến quỷ đỏ đại bại trước kình địch Liverpool. MU đã thua thảm ở cả lượt đi 0-5 và lượt về 0-4 trước đại kình địch tại Premier League mùa này. Như ở trận lượt đi tại Old Trafford, Sir Alex Ferguson đã đến Anfield rạng sáng nay cổ vũ Man United. Tại đây, vị huấn luyện viên huyền thoại người Scotland buồn như đưa đám khi chứng kiến đội bóng cũ của mình bị đối phương áp đảo toàn diện. MU chỉ kiểm soát bóng 28% và tung ra 2 cú sút cả trận. Con số này của Liverpool là 72% và 14. Người mộ Man United rất đau lòng thấy Sir Alex Ferguson ủ rột trên khán đài Anfield. Thời điểm tỷ số là 2-0 nghiêng về Liverpool và bày tỏ điều đó trên mạng xã hội. Cảnh tượng này khiến trái tim tôi tan nát. Một cổ động viên bình luận đính kèm bức ảnh Sir Alex buồn rười rượi.
Theo tôi, Sir Alex không nên đến xem trận đấu kiểu này vì nó có thể gây hại cho sức khỏe của ông. Thật tội nghiệp cho Sir Alex Ferguson khi chứng kiến đội bóng ông gây dựng 26 năm bị chôn vùi bởi những cầu thủ không biết được chơi cho United có nghĩa lớn như thế nào. Là fan Liverpool, tôi muốn United thảm bại, nhưng thực sự cảm thấy buồn và tội nghiệp cho Sir Alex. Trên đây là 4 trong hàng trăm bình luận của người mộ United và Liverpool bày tỏ sự cảm thông với Sir Alex sau trận Quỷ Đỏ thảm bại tại Anfield. Messi lại bị chấn thương, siêu sao Argentina tiếp tục trải qua nút trầm trong máu PSG khi một lần nữa không thể thi đấu vì gặp chấn thương. Theo báo chí Pháp, Messi bị chấn thương gót chân và chắc chắn vắng mặt trận đấu của PSG với Angers vào cuối tuần này tại Nước Anh. Đội chủ sân Park The Princess sẽ đánh giá tình hình của Messi qua các bài kiểm tra trong 48 giờ tới. Với việc vắng mặt cho Angers, Messi sẽ nâng số trận đấu không thể thi đấu cho PSG tại Nước Anh mùa này lên con số 11. El Pulga đá 21 trận cho PSG tại Nước Anh mùa này, ghi 3 bàn và kiến tạo 13 lần. Messi có 12 trong 21 trận không ghi bàn hoặc kiến tạo. Đây là chấn thương thứ 8 Messi dính phải trong mùa giải này, nhiều nhất kể từ khi siêu sao Argentina bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Messi không có phong độ tốt trong mùa giải đầu tiên rời Barca, tiền đạo Argentina ghi 8 bàn trong mùa giải này và có tối đa 5 trận để gia tăng thành tích. Sau những kết quả đáng thất vọng, Messi bị khán giả PSG la ó trong trận đấu với Porto tại vòng 28 Ligue 1, điều được báo chí châu mô tả là chưa từng xảy ra với siêu sao Argentina trước kia. Real tổn thất lớn trước trận Man City. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid đã chịu tổn thất lớn về lực lượng trước thềm đại chiến với Man City tại bán kết Champions League. Đó là việc Casemiro dính chấn thương cơ bắp. Tiền vệ người Brazil chắc chắn bỏ lỡ trận đấu với Osasuna vào cuối tuần này và rất khó bình phục trước trận đấu với Man City. Rangers từ chối Aaron Ramsey. Theo Corriere dello Sport, Rangers sẽ không mua đứt Ramsey vì lo ngại vấn đề chấn thương của tiền vệ này. Ngoài ra, mức lương cao của Ramsey cũng cản trở thương vụ xảy ra. Bayern có Marouri. Theo chuyên gia Santin Romano, Bayern Munich đã đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ phải của Isaac Marouri. Vấn đề duy nhất của hùng xám lúc này là chuỗi mức lương thưởng của Marouri. Nkunku ra điều kiện đến MU theo tờ Bild. Christopher Nkunku chỉ đồng ý đến MU nếu câu lạc bộ này giành vé dự Champions League mùa sau. Tiền đạo cánh người Pháp đang chưa bùng nổ ở mùa này khi ghi 30 bàn cho RB Leipzig trên mọi đấu trường. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.